Ban công viên nha. Đi thôi. Rồi. Wow, ở đây là có rất là nhiều vườn hoa các bạn ơi. Thấy gì sau lưng Phương Ca không? Các bạn có thể nhìn thấy nha. Đằng sau lưng Phương Ca đây là tượng đài chiến thắng Phước Thành đó. Rất là đẹp đúng không các bạn ơi? Rất là đẹp. Rồi chúng ta cùng đi nha. Lâu lâu Phương Ca một mình. Lâu lâu thì Phương Ca và mẹ cùng nhau đi công viên chơi đó các bạn ơi. Đi công viên này rất là mát. Cảnh rất là đẹp. Bây giờ Suka sẽ đến tạo dáng chụp hình nha. Hai xin chào tất cả các bạn. Bài nè, khi nào chúng ta học bài á, chúng ta sẽ bứt một cái lá và bỏ trong cuốn tập và xong rồi khi nào chúng ta mở ra và chúng ta sẽ học tập tốt hơn đó. Rồi đi tiếp thôi nào. Wow, cảnh công viên rất là đẹp đúng không các bạn? Rồi bây giờ Suka sẽ đi lên trên kia nha, cái ngôi nhà của kia. Rồi, chúng ta cùng đi lên ngôi nhà kia, chúng ta cùng lên cái ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh kia nha. Và cùng các bạn thực hiện thử thách mà tí đã một thử thách mà tí đã đưa cho Suka. Bây giờ chúng ta cùng lên ngôi nhà thôi. Khổng lồ mà Tý đã đưa cho Suka nè. Không biết Tý bỏ cái gì trong đây ha các bạn. Suka tò mò quá. Bây giờ chúng ta cùng mở ra nha. Nào bây giờ Suka sẽ mở ra. Rồi đây. Ở trong đây có một lá thư nè các bạn ơi. Đây có ở ngoài thì có màu xanh nè. Rất là đẹp. Rồi bây giờ Suka sẽ tạm thời để quả chân khổng lồ nó ra. Bây giờ Suka sẽ đọc cho các bạn nghe nha. Thách đấu của Tý dành cho Suka. Wow, đây là thách đấu đó các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đọc thách đấu 1. Tìm một quả bóng màu xanh dương mà Tý đã giấu trong công viên. Wow, vậy là Tý đã được đi công viên và lại giấu cho Suka đi tìm đó các bạn ơi. Bây giờ giấu một quả bóng để Suka đi tìm. Thôi bây giờ Suka phải tìm quả bóng nha. Nhà Suka sẽ đi tìm một quả bóng.
Sợ quá các bạn ơi. Các bạn ơi, ở đây
giờ này rất là đã. Không biết tí lên được cái chơi giống xu không biết á, mà tí lên đây không biết cách tí cách chơi giống xu không nhỉ. Đây là trò chơi xây của chúng ta này các bạn ơi. Yeah. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên đây nha. Xây nha. Một vòng. Hai vòng. Ba vòng. Ý ra trong mặt đó các bạn ơi. Bốn vòng. Năm vòng. Chống mặt thì tí này đặt ra chỉ thử anh cho Zuka bắt cười quá các bạn ơi. 6 7 9 à sắp được rồi. 10 ra dính má chóng mặt quá các bạn. Ở công viên này thì Suka không chơi với ai hết các bạn ơi. Giờ Suka sẽ làm quen đặt nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Các bạn nhớ đăng ký.